em 18 lúa cấy nha các bạn. Mày phiền lý con này các bạn ơi. Mày phải lý con không? Hả? Không phải là tối nay không cho vô nhà nha. Phải. Ờ, chưa? Phải được, được chứ. Mấy đứa con bé nhiêu đây đủ nó chè không? Này chắc phải đi mua thêm rồi. Thiếu rồi. Bữa nay thì cái lúa quay 18 nó cũng ngã cái màu giấy, trắng giấy các bạn. Thì trên cái lúa cấy bữa nay cũng khá là đẹp nha các bạn. Thăm lúa. Dạ. cái ST con bảnh cũng thấy gầu lắm rồi. Cái ST là 5 ngày rồi đó mà ở chỗ có mấy bông à. Thì ha.
Nhìn chung đến thời điểm này thì lúa cũng rất là đẹp các bạn. Thì bắt đầu anh em thấy đó, từ cái giai đoạn này mà trở về sau đó là cái lúa của mình nó đi thăm thì nó rất là đẹp nha các bạn. Cái đặc biệt trên lúa cấy là càng về sau thì nó càng đẹp. Và cái độ độc điều cũng rất là cao. Dù lúa cấy nhưng mà nó cũng vẫn có cái lúa cỏ nó lên lọt sọt lai gai xa xa, một bông xa xa một bụi nha các bạn. Thì khi mà mình lúa mà nó chín khoảng nửa bông các bạn, thì mình tiến hành rút nước cho nó cạn, thì để cho đất nó cứng lại. Và mình tiến hành vô mình khử lẫn hai lần nha các bạn. Thì trên cái lúa cấy thì dễ, nó cũng có hàng lối rồi mình đi nó rất là dễ dàng. Về vi khuẩn đó các bạn, thì cái lúa cấy nó lại có ưu thế hơn về cái mặt vi khuẩn trên cái OM18. Đối với cái lúa cao hàng mình ở bên kia thì nó cũng có cái cháy bìa lá vi khuẩn đó các bạn, nó cũng có xa nó cũng có vài lá. Lúa cấy thì nó ưu thế hơn, nó ít cái vi khuẩn cháy bìa lá hơn.
Dạ. Vô. Bữa nay là 11, 28. 28 là mùng 8. 70 ngày, 73 ngày anh em ơi. 73 ngày là nó chuẩn bị đỏ đuôi rồi nha các bạn. Nè, nó vào gạo rồi, rất là độ chắc rất là tốt. Này vắng mưa là đỏ đều ra. Mỗi một bông như vậy nó có tới 13 cái nhánh thứ cấp nha các bạn. Vậy nữa nó đỏ đuôi thì chúng ta nhìn rất là mê, rất là đẹp các bạn. Rồi thôi thôi chào anh em nha các bạn, để mình buộc bông cho nước vô các bạn ơi.